Không. Chị Lan. Ơi, u u. Đưa anh cho bà. Thôi đừng nói em nữa. Nghe lắm. Cái này dài chưa? Ôi, cái này dài chưa này gì vậy? Đu 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 đấy, đu nào, đu nào, đu nào, đu nào, đu mẹ con nào. Nào, đu nào, đu nào. Bà Lan, ăn đậu này. Có. Ôi, là nóng quá đi. Ngồi ăn này. Bà Lan bẻ đi. Bà Lan ăn được bánh vô lấy được hết lại cho bà Hạnh nắm. Bẻ này bà Lan cho với tóc mỡ bà Lan. Con hay xào tóc mỡ. Có tóc mỡ ngon hơn là xào với ấy. Con có tóc mỡ ngon. Để lấy cho bà Hạnh nắm. Rồi con hôm nay ăn cơm rang. Bà ăn rang sẵn cần đi vô rang không ngon. Cắt nhỏ ra xong xong bập bào cả bắp nữa. Thì cái này của con không ăn mà con đi lấy cái khác. Mai ca à, Mai ca có ăn đậu đũa không? Cho ăn đậu đũa giống như Jin này. Cái này là mới là đầu cứ tưởng nó hôi không ngon. Ai không biết ăn thì bỏ hôi. Cái hôi sôi đi không hôi đâu. Hôi lành luôn á. Đó đó. Chồng cái loại đi lợi bà Lan này. Lời hơn hả? Vài cặp là đủ ăn rồi. Nó không giống như đậu đậu cô ve nhanh tàn. Cái này con thấy lâu rồi. Để mới lâu đấy nó. Ăn bữa giờ ăn biết. Chứ phải hay quần nha. Không. Chị Lan. Ơi u u. Để gieo ngồi đó con. Để gieo ngồi đó. Không, cho em ngồi em đuổi như cá. À, cho em ngồi đó, cho em ngồi chơi đó đi. Đừng có ôm em. Ôm em rồi nó quặt nó đau rồi nó dậy nảy đi. Này hôm trước con dán tí mỡ ra xong cái nó tóc mỡ rồi đó. Xong rồi lấy cái tóc mỡ nó xào thơm. Sao thế gì vậy? Đây chị nhìn chồng nhà anh nhỏ nhớ. Chồng mê chay. Đó, đó thì thôi đừng nói em nữa. Để chị cho sắp tầm mê kìa. Đó bây giờ mấy cao ôm nhẹ đấy. Thả thì xuống, thả thì xuống, thả thì xuống, thả thì xuống.